Ukraine muốn Nga từ bỏ vũ khí hạt nhân để đàm phán đảm bảo an ninh. Nghị sĩ cấp cao, lãnh đạo phái đoàn đàm phán của Ukraine David Arakamia nêu ra 4 điều kiện để Kiev thương lượng về an ninh với Nga, trong đó có điều khoản Moscow tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông David Arakamia, lãnh đạo của nghị sĩ đảng cầm quyền, đầy tớ của nhân dân trong Quốc hội Ukraine, đã nêu ra các điều kiện để thương lượng về đảm bảo an ninh cho Nga. Hôm 3 tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng phương Tây nên xem xét giải quyết ra sao nếu các yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga, nếu Moscow đồng ý đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp nhận định châu Âu cần chuẩn bị cho kiến trúc an ninh trong tương lai khi Nga đồng ý thương lượng tháo gỡ xung đột ở Ukraine. Theo ông Arakamia, người cũng là lãnh đạo phái đoàn đàm phán của Ukraine với Nga, Kiev sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Nga, nhưng tất cả những gì Nga làm là rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, trả tiền bồi thường chiến sự, trừng phạt tất cả tội phạm chiến tranh, tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sau đó chúng tôi sẽ ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận về các đảm bảo an ninh, ông Arakamia tuyên bố. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài tới tháng thứ 10, nhưng giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt và chưa có dấu hiệu hai bên sẽ nối lại đàm phán sau nhiều tháng đình trệ. Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev thể hiện thiện chí chính trị để thảo luận về các yêu cầu của Moscow. Điện Kremlin nói rằng việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này gần đây. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trước đó nói nước này không phản đối các cuộc đàm phán, theo nhà ngoại giao Ukraine. Để các cuộc đàm phán diễn ra, Nga phải ngừng nhầm lẫn giữa đàm phán với tối hậu thư. Ông cũng khẳng định một nền hòa bình công bằng bắt đầu bằng việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Mặt khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để có được hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng hòa đàm mà Ukraine đưa ra là phi thực tế và không có đầy đủ. Nga và Ukraine từng đạt được thỏa thuận được cho là có thể chấm dứt xung đột trong cuộc hội đàm do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc Kiev phớt lờ thỏa thuận khiến quá trình đàm phán bị đình trệ nhiều tháng qua. Nga nhiều lần tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra, bao gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass, nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai là Donetsk và Lugansk. Trong bài phát biểu hôm 1 tháng 12, ông Lavrov đã cáo buộc Mỹ và Anh chỉ đạo các hành động của Ukraine. Ông nói rằng Washington theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Nga và thu lợi từ việc bán vũ khí mà người dân Ukraine phải trả giá đắt. Ông Lavrov tuyên bố Mỹ và các đồng minh đã từ chối các biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng với Nga. Ông khẳng định căng thẳng ở Ukraine bắt đầu gia tăng sau khi Kiev phớt lờ những cảnh báo của Nga rằng sự mở rộng của NATO đang vượt qua làn danh đỏ. Nga cho rằng NATO đã gạt sang một bên thỏa thuận an ninh được đề xuất, trong khi đó Moscow tin rằng thỏa thuận này sẽ giải quyết được vấn đề. Một chỉ huy của lực lượng Ukraine nhận định quân đội Ukraine đã bị Nga áp đảo về mặt lực lượng và đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt đạn dược trong trận chiến ở Bakhmut, thành phố chiến lược tại miền đông Ukraine. Các chỉ huy ở tiền tuyến của Ukraine cũng thừa nhận nguồn cung cấp đạn dược của họ đang dần cạn kiệt. Ngay cả súng do Mỹ cung cấp cũng đang thiếu đạn do giao tranh liên tục diễn ra. Do đó, Ukraine đang cần nhiều vũ khí và đạn dược hơn để chiến đấu. Tuy nhiên, ngay cả khi một lượng lớn vũ khí của NATO tiếp tục đổ vào Ukraine, phương Tây vẫn lo ngại Kiev sẽ phải gánh chịu thương vong nặng nề. Những ngày gần đây, Bakhmut đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Các trận đánh giành quyền kiểm soát thành phố này được cho là khốc liệt nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Bên cạnh đó, giao tranh ở ngoại ô Bakhmut dần biến thành chiến tranh chiến hào, nơi hai bên tìm cách cố thủ trong các hầm hào lầy lội và tăng cường sử dụng pháo binh để đẩy lùi đối phương. Trên thực tế, giao tranh đẫm máu giữa Moscow và Kiev đã khiến Bakhmut được ví như cối xay thịt. Theo giới phân tích, tổn thất của cả hai bên trong cuộc xung đột này là rất lớn, dù cả Nga và Ukraine đều không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kéo dài tại Bakhmut. Một số binh sĩ Ukraine cho biết các đơn vị của họ đang mất từ 30 đến 50 người mỗi ngày. Cả hai bên, Nga và Ukraine, đều gửi quân tiếp viện tới mặt trận Bakhmut tham gia một trận chiến kéo dài không ngừng nghỉ. Sau loạt thất bại và rút lui trên chiến trường Kherson, Nga nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut để có thể mở ra con đường tới các thành phố quan trọng khác ở Donbass. Trước chiến sự, Bakhmut có khoảng 70.000 dân, nổi tiếng với các mỏ muối và là một trung tâm vận chuyển. Nhưng giờ đây, thị trấn Bakhmut đã tan hoang. Phần lớn nhà cửa đã bị bỏ hoang khi 70.000 cư dân đi lánh nạn.
Đã hơn 9 tháng kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, tuy nhiên cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời Ukraine vẫn quyết liệt với hàng trăm máy bay không người lái trinh sát và tấn công được triển khai mỗi ngày. Máy bay không người lái được coi là những đôi mắt trên chiến trường. Chưa bao giờ trong lịch sử chiến tranh máy bay không người lái được sử dụng nhiều như trong xung đột Nga-Ukraine. Để theo dõi các động thái của Nga, quân đội Ukraine đã thành lập một đơn vị gồm các phi đội máy bay không người lái chuyên trinh sát. Các lực lượng Ukraine cũng được cho là đã tấn công những mục tiêu ở xa bằng UAV, chẳng hạn như ở Crimea và khu vực biên giới Belgorod của Nga. Về phía Nga, trong vòng một tháng qua, UAV đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến dịch không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng và mạng lưới điện của Ukraine. Nhờ dễ sản xuất và giá rẻ, các UAV Iran có thể giúp Nga duy trì nhịp độ tấn công cao hơn. Một số binh sĩ Ukraine cho biết UAV được triển khai nhiều đến mức đôi khi họ không thể xác định được đó là UAV của đối phương hay của mình. Trong trường hợp một chiếc UAV bay lơ lửng tại một vị trí trong một thời gian dài, quân đội Ukraine có thể nghi ngờ và bắn hạ nó. Trước đây, các chỉ huy cấp cao của cả hai nước từng hoài nghi về tầm quan trọng của các UAV trên chiến trường. Còn hiện nay, họ đang gấp rút đào tạo hàng nghìn binh sĩ vận hành máy bay không người lái này. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận nước này đang thiếu hụt máy bay không người lái sau khi UAV Orlan 10 bị bắn rơi trên chiến trường Ukraine với số lượng lớn. Để giải quyết vấn đề này, Nga có thể đã đặt hàng UAV Shahed-136 của Iran. Phương Tây cho rằng Nga đã mua hàng trăm UAV này, thậm chí Iran đã cử đội ngũ kỹ thuật giúp Nga vận hành chúng. Ukraine hiện có một số máy bay không người lái do nước ngoài sản xuất trong phi đội của mình, trong đó có máy bay không người lái cảm từ Switchblade do Mỹ cung cấp. Tuy vậy, UAV TB2 Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vẫn là máy bay không người lái chính được sử dụng. Ông Putin tuyên bố nhiều vũ khí hạt nhân Nga không có đối thủ. Tổng thống Putin khẳng định bộ ba răn đe hạt nhân Nga liên tục được củng cố, nhiều hệ thống trong số này không có đối thủ trên thế giới. Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom có đóng góp lớn trong củng cố năng lực răn đe, tăng cường sức mạnh cho bộ ba hạt nhân, cũng như phát triển và đưa vào biên chế nhiều hệ thống vũ khí tối tân, nhiều khí tài trong số này không có đối thủ tương đồng trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 2 tháng 12 trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn này. Ông Putin thêm rằng Rosatom đang tiến hành nhiều dự án nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhằm tăng cường sức mạnh cho lá chắn hạt nhân, cũng như năng lực quốc phòng của Nga. Bộ ba răn đe hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân. Duy trì ba trụ cột hạt nhân giúp hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược bị xóa sổ trong đòn phủ đầu, đảm bảo khả năng tấn công trả đũa và khả năng răn đe hạt nhân đáng tin cậy. Hiện có 4 nước sở hữu năng lực này gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Bộ ba hạt nhân Nga gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yaz, R-36M2 Voevoda, UR-100N, RT-2PM Topol, RT-2UTTH Topol-M trên mặt đất, tên lửa Sineva và Bulava cho tàu ngầm hạt nhân, cùng tên lửa hành trình KH-15, KH-55 và KH-102 cho oanh tạc cơ chiến lược. Nga cũng đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat với tầm bắn 18.000 km và trang bị nhiều biện pháp nhằm xuyên thủng lá chắn tên lửa của đối phương. Tổng cộng 46 hệ thống tên lửa Sarmat sẽ được bàn giao cho quân đội Nga. Những quả đạn đầu tiên dự kiến biên chế cho một đơn vị ở tỉnh Krasnoyarsk trong năm nay. Tổng giám đốc Tập đoàn Không gian Quốc gia Nga Roscosmos Dmitry Rogozin nói rằng mỗi quả đạn Sarmat đủ sức phá hủy một nửa bờ biển của lục địa thù địch, nhấn mạnh loại tên lửa này sẽ là trụ cột cho lá chắn hạt nhân Nga trong vòng 30 đến 40 năm tiếp theo.